Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Hôm nay là vào buổi tối ngày 14 tháng 5 năm 2024 quý vị. Hiện tại em đang có mặt trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường biển Phạm Văn Đông, một con đường biển tuyệt đẹp và của khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Đoạn này chạy dọc bên tay trái vì là rất là nhiều những khách sạn cũng như là những cái nhà hàng. Chỗ này có Ho Biển Xanh rồi các cái hotel. Chỗ này bên tay trái vì là một cái hotel rất là nổi tiếng ở bên con đường biển Phạm Văn Đồng, đó là cái hotel Boston Blue, Boston Blue and Spa, hình một chiếc thuyền rất là đẹp này. Nó nằm ngay góc của đoạn này chạy xuống xíu nữa là đường Điện Biên Phủ rồi vậy. Gần với nhà hàng bếp than rồi nè. Hiện tại du khách họ cũng đang nghỉ dưỡng ở bên cái khách sạn này. Dọc mấy đây là bờ kè của đường biển Phạm Văn Đồng. Buổi tối mọi người ra đây tập thể dục rồi thì dọc bờ kè không gió mát. Mấy cái cây dừa ở đây có vẻ như nó muốn chết rồi vậy rồi. Không biết là nước muối nó vô nó chịu không nổi hay sao, hay là nó thiếu nước thì biết, thấy nó khô trơn. Tính ra mấy cái dừa bên phía của con đường Phạm Văn Đồng này nó không có được ngon, nó không có lên nổi. Còn dừa bên công viên biển Trần Phú nó cao lên cao mà trái sai, gió mát ghê lắm. Bên này có vẻ như là nó khô cằn thôi, cảm giác nó khô khan quá, cây rồi lá rồi khô héo hết trơn rồi. Bên phía Bắc cũng ngày nay khá nhộn nhịp luôn, thì không có thua kém gì bên con đường Trần Phú đâu. Bên này bây giờ nhà hàng, cà phê rồi hotel rồi nhiều lắm. Một số vị khách mà Kazakhstan em thấy là họ thích ở bên này hơn bên con đường Trần Phú. Ở bên này rồi sau đó họ ra biển Phạm Văn Đồng của mình họ tắm, biển Hòn Chồng họ tắm. Ở đây có mấy khách sạn đang mọc lên nữa nè, đang xây dựng rồi. Khách sạn lớn đẹp không? Hai góc đây là đường Điện Biên Phủ giao với con đường Phạm Văn Đồng. Ngay góc này cũng có, bên kia có cái Barbie, cái The Barbie này, phút gia đình này, đẹp ghê, rộn ràng. Ở đối diện nó là cái The Bussa Coffee nữa. Rộn ràng quá trời khách luôn. Barbie, food gia đình, rộn ràng không? Lè lẹt, màu mè, rất là đẹp. Bên cạnh là cái sàn ăn quán. Bên này cũng là một quán nữa, cũng là quán cà phê, vừa quán nhậu luôn, có khu vui chơi trẻ em rồi luôn. Rất là đông khách luôn. Tràng An Coffee số 2 của đường Điện Biên Phủ. Bên kia là Phúc Bê Thui, một quán Bê Thui. Chỗ này là một cái quán cà phê, cũng là một cái quán cà phê mà cà phê nó tên là The Bussa Coffee nè. Quán này vừa có trong nhà vừa có ở ngoài, rất là thoáng, thiết kế kiểu không gian thoáng. Bên phía bắc khá là nhộn nhịp. Ngay góc của đường Điện Phủ với Phạm Văn Đồng luôn, tí view quá đẹp luôn. Bên kia là một quán nhậu không? Nhìn rất là thoáng. Mấy cái quán nằm ngay góc này là thoáng mát, do nó sát với con đường biển nữa. Vị trí quá đẹp. Bên này có hải sản Châu Thành. Còn phía bắc này có vẻ như mấy quán hải sản mọc lên nhiều hơn. Khách Trung Quốc họ cũng hay qua đây lắm vậy. Đó, con đường này tối ngồi không mát, dạo tập thể dục. Cái đoạn chỗ này có vẻ mấy cây dừa lá nó có cây lá nó khô hết trơn rồi, thiếu nước hay sao rồi. Mấy cái gốc mà cây dừa nó sơ sát thấy thảm quá. Ôi trời. Chỗ này cũng có một cái bãi biển này, bồi vô nè. Ra đây ngồi ăn uống, đi chơi. Có một số người đem võng ra treo nằm cho nó mát, ở nhà nóng quá. Wow. Này là một cái quán này gọi là Sea Coffee. Lúc trước hình như chỗ này là một cái quán nhậu rồi, một cái nhà hàng, một quán ăn. Bây giờ nó thành một cái quán cà phê Sea Coffee rồi. Mới khai trương luôn á. Rồi ở bên kia em thấy có một cái quán nữa rồi. Quán cà phê gì á, hình như là cái tên là quán cà phê leo núi đâu. Ở trên cao nó là một cái đồi núi rồi, màu mè nhìn đẹp ghê vậy. Nó nằm trên núi, hướng leo lên núi Cô Tiên nè. Cũng có người uống á. Quán đó chắc buổi tối lên biết đâu nhiều lúc nó lại mát á vậy. Nó ở trên cao mà, trên cao là có gió. Cái hướng này có thể leo lên núi Cô Tiên được luôn á. Có một cái hướng leo núi, đặt quán leo núi luôn kìa. Tối trong đèn lên nhìn màu mè đẹp quá. Ngay chỗ này là một cái góc vịnh đó vậy, chiêu ngủ rồi. Chạy dọc xung quanh đây là cái hòn gọi là cái hòn núi 1, gọi là núi 1. Và theo quy hoạch thì tương lai bên này thành phố cũng phát triển, bên phía bên này là sẽ phát triển cái khu vực gọi là chợ đêm á. Nhưng mà chưa có ấy được. Wow, ra đây ngồi ăn nhậu nướng vui quá ha. Rồi. Luôn. Ở chỗ này lúc trước có một cái quán cà phê chill. Ban đêm là rực rỡ lắm mà bây giờ sao không thấy nữa, không còn hết rồi. Giờ ngay chỗ này là một cái góc vịnh đó vậy. Góc Quỳnh lúc trước có quán cà phê ở đây, buổi tối ngồi là mát, có mấy cái ghế kiểu ghế tắm biển đó, nằm ngửa ra mát lắm. Mà bây giờ sao không còn nữa, rồi người ta dẹp rồi sao vậy? Chắc không cho. Tối mọi người ra đây ngồi đứng không mát cũng ón. Đông vui vậy. Tối ra đây ngồi chơi ăn uống. Có vẻ nó hơi tối. Đây là cái gọi là núi Hòn Một này. Hơi tối vậy. Bên này đèn cũng ánh sáng đỏ. Ngồi đây có gió mát. Ở đây gần bến du thuyền Anna Marina. Đó, bên kia là đây, chỗ này là góc đặt cái xe đẹp vậy, xe gắn đèn led màu mè đẹp không? Bên kia là con đường Ngô Văn Sở, vậy cũng là cái hướng để mà đi vào để leo núi Cô Tiên á. Hồi trước em có video quay đi leo núi Cô Tiên cho quý vị xem nữa. Đây, khu vực đây gọi là Hòn Sện, Vĩnh Hòa, khu đường Đệ. Hôm nay cũng có một quán cà phê nữa. Nay trời nóng có vẻ như mấy quán cà phê nhiều hơn từ lúc mà kiểm tra nồng độ cồn nữa, cho nên là quán nhậu nó vắng, nó ế lắm, nó ế từ đợt mà cuối năm rồi. Khi mà uống rượu bia là không được lái xe nữa thì mọi người cũng hạn chế nhậu hơn, cho nên là một số quán nhậu là họ cũng đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển qua thành quán cà phê. Những ai bây giờ muốn đi nhậu thì đa số là đi bằng Grab. Đây là những hình ảnh của con đường là những Cơ Thạch đó mình. Chạy dọc xung quanh đây là dọc trên con đường này, là đoạn này là bờ kè của biển này. Lúc trước buổi tối ở đây cũng quán nhậu thì nó giờ cũng còn nữa. Giờ mọi người ra đây để mà hóng gió mát thôi, nhảy khiêu vũ rồi tập thể dục. Gần với bến du thuyền Anna Marina. Và bên con đường này thì đoạn này là cũng là một cái dự án đó, gọi là dự án La Luna Resort. Nhưng mà dự án này bây giờ nó đứng lâu nay rồi, nó lên được 3 cái căn condo theo, là một cái đơn với một cái đôi là 3 căn rồi, bây giờ đứng lâu nay luôn cũng chưa có xong. Khách du lịch họ cũng nghỉ dưỡng ở bên bến du thuyền này, rồi họ đi dạo nè, họ quay phim này, live stream. Tay rồi nhiều. Wow, đoạn này có vẻ gió mát ra luôn này. Ở ngay chỗ này là một cái gọi là cái quán cà phê của bến du thuyền của Anna Marina, gọi là cái Anna Beach vậy. Tối cũng lung linh. Qua đây uống cà phê thì chắc cái giá nó cũng giống như mấy quán cà phê ở dọc biển đường Trần Phú. gần bên cạnh của bến du thuyền Anna Marina. Chỗ này là góc vịnh đó. Buổi tối có vẻ yên ắng ghê, tĩnh lặng ghê. Buổi tối thì mấy cái đèn nhá nhá là thuyền của người ta đó, ở trong đèn đó. Phía từ xa là dọc con đường biển Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng và con đường biển Trần Phú. Mấy cô ra đây hóng gió mát, hát karaoke rồi yêu đời mình. Này, to quá, cô chú anh chị không thấy gì hết. Con đường này ánh sáng nó cũng ánh sáng đỏ, đèn điện màu đỏ nó cũng không có sáng lắm. Còn này là cái ba cái condo theo ba căn, một đơn một đôi, đứng lâu này luôn, đứng lâu này luôn. Không biết bên trong là nó như thế nào, nhưng bên ngồi này cũng lắp kính rồi. Tầng thương mại thì chưa. Chỗ này là cái Anna Beach Club. Đây, chỗ này là góc vịnh luôn, có biển luôn, vì có thể tắm biển luôn. Vào đây quý vị vào đây ăn uống rồi tắm biển được luôn. Nó kiểu quán ăn với cà phê đó, nước rồi. Cảnh nó cũng đẹp, thoáng ngay góc vịnh. Anna Beach này thì cũng mới mở sau này, mới mở ở đâu hồi cuối năm ngoái, là cuối 2023. Ở bên đây thì nó thuộc vào gọi là dạng như nghỉ dưỡng. Những ai không có thích xô bồ, không có thích ồn ào náo nhiều thì qua mé bên này. Dọc ở đây là rất là nhiều những cái khu nghỉ dưỡng, như đây là Anna Marina, bến du thuyền. Nó là cái resort cũng là bến du thuyền luôn. Rồi tiếp theo là có cái mấy cái Amiana, rồi Vega City, về dự án Vega City. Boma này, dọc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng đi ra Bãi Thiên, đi Lương Sơn. Khu vực ở bên này cũng thường hay có những chiếc thuyền neo đậu lắm. Bây giờ cái bến du thuyền của Anna Marina này cũng được cấp phép rồi. Cái chiếc thuyền lớn con cũng có thể neo đậu bên đây, thuyền du lịch lớn nữa cũng có thể neo đậu bên đây. Thời điểm dịch ở bên này cũng vui lắm, bên này cũng nhộn nhịp, có thường hay diễn ra các cái lễ hội rồi, nó tổ chức các cái tiệc rồi, nó địa điểm vui chơi, không chỉ nghỉ dưỡng mà còn là vui chơi nữa cho du khách nữa. Ở đây là cái cổng vào bên trong của resort này, resort Anna nè. đi xa ra thấy có một chiếc chiếc thuyền đang neo đậu. Đẹp ghê vậy. Dọc theo hướng này là hướng đi ra bãi Tiên. Hơi gió ở ngoài biển đó, thổi vào đó. Ở đây nó rất là trống trải. Hướng này nó thoáng nha. Bên này điện hay và ánh sáng trắng hết rồi, rất là sáng. Tuyến đường đèo Phạm Văn Đồng này là cái tuyến đường sát hạch của cái trường lái Thăng Long. Chỗ này là Thiên Phước Nữ Quán, rộng mát ghê. Ôi trời, cái chỗ này nó trống quá, hơi mía nước biển đó, bốc lên mát lắm. Ôi, chỗ này cái quán chỗ này ngồi phải là quá tuyệt vời luôn à. Mát khỏi nói luôn. Đó, ra đây mà ngồi nhậu thì khỏi nói rồi. Lý tưởng rồi. Ở đây họ có trồng rau rồi nữa nè. Trồng rau rồi, có mấy cái vườn rau nữa. Một phần là nó mát lên chắc là nhờ cái vườn rau nữa nè. Họ tưới nước á. Nó lúc nào nó nước ẩm ướt, bốc hơi lên, mát. Nhà hàng Thiên Phước. Con đường biển Phạm Văn Đồng, khu bên này là gọi là nghỉ dưỡng là lý tưởng nha các bạn. Nghỉ dưỡng là lý tưởng nhất. Đây, chỗ này là cái Boma nè. Qua khỏi cái Thiên Phước là cái Boma. Cũng gần gần với Anna Marina thôi. Phía trước của cái Boma này là một cái dàn hoa giấy các bạn. Đẹp lắm. Nằm mé núi luôn. Du lịch đồ họ cũng qua bên đây nhiều để đưa đón khách. Ở mấy cái khu resort đây là quý vị sẽ ở thì nó sẽ rất là mát và yên tĩnh nữa. Đó, cách xa trung tâm thành phố, cách xa trung tâm thành phố tầm khoảng 10 cây. thích yên tĩnh, những ai đúng nghĩa là gọi là nghỉ dưỡng thì có thể ở những cái resort ở ngoài này. Rồi chỗ này là Alibu nữa này, resort này, bên cạnh cái Boma. Ra đây nghỉ dưỡng mát, không gió, thư giãn. Đây là một địa điểm thư giãn gọi là lý tưởng. Thấy khách Hàn Quốc rồi họ cũng ra đây nhiều. Như khách Việt, khách nội địa họ cũng ra đây nhiều. Con đường biển Phạm Văn Đồng, con đường đèo Phạm Văn Đồng này thì có những cái resort này. Còn bên còn những ai muốn nghỉ dưỡng nữa thì bên Bãi Dài. Bãi Dài cũng là một trong những điểm nghỉ dưỡng lý tưởng khi đến Nha Trang. Bãi Dài, Cam Lâm hoặc là Cam Ranh. Du khách, rồi xe taxi. Đi thẳng hướng này là vì sẽ ra Bãi Tiên. Con đường này điện cũng rất là sáng luôn á. Rồi tới Alibu, Boma, Alibu. Rồi bên cạnh cái Alibu là cái Anna Marina này, Amiana chứ. Mấy cái tên này nó khó đọc quá vì ở nước nó liếu liếu lưỡi thế nào. Đây, đây là cái Anna Marina. Cái resort Anna Marina, resort này cũng đẹp vậy. Nó nằm ngay cái góc, ngay cái góc vịnh luôn á, ngay cái góc của bãi Tiên luôn á, gần với cái dự án Vega City bây giờ nè. Đây, dự án Vega City phía dưới nè. Vega City về đêm thử như thế nào em. Có vẻ như là nó khá là yên tĩnh. Đợt dự án mới vừa xong được cái nhà hát đó là nhộn nhịp. Mọi người tới đây để chụp ảnh mấy cái shopping rất là màu mè. Nhà đó tương lai thì sẽ là một cái nhà hát mà sẽ được tổ chức giải cánh diều vàng hàng năm á. Hàng năm sẽ tổ chức giải cánh diều vàng. Đây bữa giờ vắng vẻ không có ai hết trơn rồi. Nó vui chơi rồi gì hết trơn, vắng vẻ gì. Xe này, mấy cái căn shop house này cũng chưa có hoạt động. Chỗ này có mấy chú thiên nga hả, khổng lồ. Bên này bây giờ cũng có một số cái quán họ cũng mở, họ bán rồi này, nhưng mà cũng bán khách. Đây, mấy vị khách Tây với lại khách du lịch mà nghỉ dưỡng ở khu mấy cái resort mà Anna Marina rồi ở gần đây thì họ sẽ ghé đây thôi. Chứ cũng vắng. Đây, chỗ này là một cái quán ngon đó. Con ăn hay sao? Con ăn. Đây, cái biểu tượng của nó này, thành phố tự do này, trung tâm mới của Nha Trang. chỗ này là gọi là cái La Berra. Chỗ này đẹp nè, chụp ảnh nó đẹp. Mấy buổi trước này nó nhộn nhịp ghê lắm. Bên này rồi chưa có quán đâu gì hoạt động nữa hả anh? À. Chỗ này là cái nhà hát đó nè. Tổ chức các cái bữa rối mơ rồi múa rối. Lên được một cái con đường heo rồi. Khoảng mấy bữa trước nó nhộn nhịp gì đâu luôn, mọi người đi gì đâu mà đông đúc nó vui. Bây giờ qua đây buồn quá. Bây giờ quý vị muốn nghỉ dưỡng vé bên đây nè. Bên đây là những cái căn villa đâu nè. Villa nghỉ dưỡng nằm bên này. Còn hơi vắng vẻ. Đây là khu vực đây gọi là Grand Melia Nha Trang này. Nó cũng còn hơi tối lắm. Một cái dự án nằm ngay vị trí của bãi Tiên. Dự án này cũng lớn lắm vì nó còn bên phía tay phải vị này nè. Bên tay phải là chưa có, nó là giai đoạn 2 á. Bên này còn rộng hơn nữa, là nó sát với, nó sẽ nếu như thi công là dự án là nó sẽ sát với mép của con đường Phạm Văn Đông luôn á. Một số người thì họ cũng lai rai qua đây, họ dạo mát và chụp ảnh. Hồi nãy hỏi anh này thì ăn uống rồi thì chưa có gì hết. Thấy có cái quán ngon đó nè, mà chắc không có khách nên người ta cũng không có kinh doanh. Quán thì họ mở rồi nhưng mà có vẻ như không có khách. Chỗ này mấy chú hạt chứ, chú hạt đâu phải hạt, quên. Mấy chỗ này là mấy bữa trước là chụp ảnh rồi là nhộn nhịp. Dự án này nằm sát bên cạnh của cái resort Amiana. Này bên tay phải vì đi tiếp qua bãi Tiên. xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Anh xin trân trọng mến chào, hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.